Chào các bạn có khỏe không? Dạo này ở Ontario thời tiết rất là đẹp. Ở thành phố Wall thì có đôi ngày nắng cũng nóng lắm, nóng lè lưỡi. Có chị bạn điện hỏi thăm sao rồi? Dạo này sự nghiệp trồng trọt của em sao rồi? Tiến bộ nhiều không? Mình nói cũng cảm ơn trời đó. Mưa thuận gió hòa cho nên cây cối nó cũng sắc màu lắm. Cây thì xanh xanh, cây thì vàng vàng, cây thì đỏ lè đỏ lét rồi nó chết luôn. Nhưng nhờ vậy mà kinh nghiệm của em ngày càng tiến bộ nha. Bây giờ cái gì em trồng nó cũng lên hết trơn á, gieo cái gì nó cũng lên hết trơn á. Nhưng mà ăn được hay không thì còn tùy. Tùy vào mấy em sóc, mấy em thỏ có chỗ ăn hay không nữa. Kể ra thì mình cũng có hoa tai làm vườn lắm các bạn. Mình trồng là nó đều rang, một size một, size small. Bất kể ngày tháng, cây nó vẫn đứng yên đó các bạn. Thỉnh thoảng ra vườn thì thấy cây nó cũng sửa tứ một chút. Ngọn thì cắm xuống đất mà rễ thì chổng lên trời. Mấy em sóc lại chăm sóc đó. Thấy mình trồng chắc không đúng kỹ thuật hay sao đó, mấy em sửa lại. Sau cú cấp mấy ngày sững vững sờ dơ thì mấy em nó cũng đứng thẳng được. Rồi nó cũng ra đỏ. Đẹp nha, đẹp nha. Sáng thức dậy mấy em thỏ lại cắt tóc thì ở đầu chui lũi hết chứ. Vậy là phải mất công rào lại. Rồi mấy em nó cũng lên đột mới. Cũng nhìn mướt mướt lắm á. Chưa gì cái thì buổi trưa mấy em chim lại gõ đầu. Buồn bực chưa qua thì mấy em bỏ cánh cứng kéo tới. Tao nói không còn một chiếc lá luôn. Nhìn cái cây giống như cái nhà chơ khung vậy đó. Bó tay luôn. Tưởng vậy là hà bỏ cuộc hả? Không nha, không hề bỏ cuộc nha. Ương lại đợt mới nha, trồng lại cây khác nha. Bây giờ đó hả, tháng 7 rồi. Mướp người ta trồng có trái ăn nè, bầu nó cũng ra trái rồi. Mà mướp bầu bí của hả, mới được có 6 lá. Trồng hoa màu thì ai cũng mong cho có thu hoạch trúng mùa. Riêng năm nay ở khu vườn của mình á, mình thấy cái mà mình thu hoạch được á, nó còn quý hơn là những bông trái mà mình ước ao nữa. Bởi vì ở đây các bạn biết, nào sóc, nào thỏ, nào côn trùng. Mặc dù là mình biết là không có thu hoạch đó, nhưng mà vẫn trồng để mình biết cái đặc tính của đất ở nhà mình nó như thế nào và những cái loại côn trùng nào đang ở sau vườn nhà mình. Kể ra thì trồng cây làm vườn nó không có dễ như nhiều người nghĩ. Nó không có đơn giản là bỏ hạt giống xuống, tưới nước rồi nó lên, rồi mình tưới nước, tưới phân xong là nó lớn, nó có trái. Không, nó còn nhiều yếu tố khác lắm các bạn. Nó cũng giống như là cuộc sống vậy đó. Sau những cái video về cuộc sống thực tế ở Canada vừa rồi, cũng có nhiều cái ý kiến, chiều hướng khác nhau. Có người thì hiểu được cuộc sống xa xứ nó như thế nào. Có người thì hân hoan bởi vì họ biết trước được những cái gì đang diễn ra ở Canada trong cuộc sống lao động hàng ngày. Cũng có đôi người cho rằng cuộc sống ở Canada là một thất bại. Định cư ở Canada là một sai lầm lớn trong đời. Có nhiều người ở xung quanh mình cứ hay thắc mắc. Thậm chí cái người mình nghĩ là hiểu mình khá nhiều đó cũng đã từng đặt ra câu hỏi tại sao mình cứ nói về cuộc sống ở Canada hồng nó không hồng, đen nó không đen mà nó cứ mang một cái màu xám xám. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì để mình lấy một thí dụ như là ở trong niềm tin tôn giáo, tại sao người ta không thấy, không sờ, không nếm được một đấng mà người ta không thể thấy nhưng mà người ta vẫn tin và tin rằng đó là một chân thần duy nhất. Mỗi người có một niềm tin tôn giáo tín ngưỡng riêng và cũng không ít người họ có nhiều niềm tin, nhiều tín ngưỡng, kiểu như là hụt chân ông này nắm dọa bà kia, không về được thiên đàng thì cũng lên miền cực lạc. Chưa đến cuối cùng của cuộc đời thì người ta vẫn còn tranh cãi tôi đúng, anh sai. Hoặc nhiều khi chính bạn trong con người bạn cũng còn đang thắc mắc không biết mình đúng hay là mình sai nữa. Cũng vậy, cuộc sống ở Canada có thể với người này nó rất là tốt nhưng với người kia chưa chắc nó đã hay. Chỉ khi nào bạn đến đây và thật sự sống ở nơi này, bạn sẽ biết nó là màu hồng hay là màu đen. Còn với mình thấy cuộc sống ở Canada màu hồng có, màu đen có, cho nên mình pha lại
thành ra màu xám là màu của cuộc sống. Nó tùy theo thời điểm cái màu nó xám sáng hay là xám sậm. Các bạn biết cuộc sống ở Canada có lúc nó rất là dễ dàng, nó rất là enjoy, nhưng mà cũng có khi nó lại rơi vào những cái khó khăn, những cái bất chợt, những cái mà con người ta không có nghĩ tới, như là dịch Covid nè. Rồi sau dịch Covid nó xảy ra liên tiếp những cái khó khăn cho người ta. Trong và sau dịch Covid đó các bạn, mọi người nghĩ đó là giai đoạn đen tối, mà đa phần nó là màu đen với nhiều người. Nhưng cũng có lắm người nhờ đó mà được định cư ở Canada. Đó là cơ hội bằng vàng của nhiều người đó các bạn. Sau đó là có những cái chính sách dễ dàng để khuyến khích và thu hút người ta đến Canada nhập cư và học tập. Trong dòng người đó có nhiều người, người ta đã hòa nhập và sinh sống ở đây một cách rất là vui tươi, thoải mái. Nhưng cũng có đôi người, người ta cũng không thể nào hòa nhập được. Nó có nhiều lý do lắm các bạn. Có một vài trường hợp điển hình như là mẹ đơn thân. Bằng một cách nào đó họ đã đến được Canada, nhưng mà họ đã trở về. Bởi vì các bạn biết ở đây, các bạn nuôi con nhỏ, các bạn không thể nào mà đi làm hay là đi học theo cái lịch của các bạn được, khó lắm. Các bạn phải theo lịch con của các bạn nếu nó còn nhỏ. 9 giờ học, 3 giờ tan trường, bạn bị lỡ cỡ, bạn không có vô được cái ca nào hết trơn á. Và nếu bạn vô cái ca tối á, thì bạn không thể nào để con của bạn một mình ở trong nhà được, nó cũng khó cho bạn. Ở Canada, nuôi con nhỏ mà không có đi làm, không có nguồn thu nhập nào của chồng hay là của vợ thì làm sao có thể chịu được các bạn. Các bạn xài tiền tiết kiệm của các bạn á, mình không nói những người giàu nha, những người giàu thì họ khỏe rồi, sống ở đâu cũng được. Nhưng mà những người bình thường á thì không thể nào chịu nổi gánh nặng tài chính, thế là họ về. Đó là thất bại. Các bạn biết thất bại là do đâu mà, chứ đâu phải do Canada. Bởi vì cuộc sống ở Canada trước nay nó vẫn vậy. Chỉ có mình, đường đi nước bước của mình nó chưa có rõ ràng, mình chưa có tìm hiểu kỹ cuộc sống ở đây, cho nên hoặc là du học định cư. Có một thời phải nói là cơ hội của nhiều người, nó có chứ không phải là không có các bạn. Nhưng mà bây giờ á, chính sách nó đã khác rồi. Bây giờ mà du học, ra trường, tìm việc làm bình thường đơn giản thôi đó, bán thời gian thôi nó cũng khó, chứ huống chi mà tìm được một cái công việc để mà có thể định cư hả các bạn. Song song với cánh cửa du học thì cánh cửa lao động việc làm, tìm cơ hội định cư nó cũng mở ra chứ không phải là không có nghe các bạn. Nhưng mà bây giờ nó cũng khó khăn hơn trước nhiều rồi, và nó còn có nhiều cái nhiêu khê mà con người ta, ôi các bạn để ý hả, nó nhiều lắm. Cho nên cơ hội và may mắn của mỗi người khác nhau. Có khi chúng ta định hướng đúng rồi đó, nhưng mà chính sách nó thay đổi cũng thật sự bó tay. Không ít người đã đến Canada đi học, đi làm 7-8 năm rồi, bây giờ chưa được gì hết. Họ cũng phải cuốn gói đi về hoặc là tìm một phương án khác. Trong số nhiều những người đó, bạn thử hỏi nếu cho họ cơ hội ở lại hay là đi về, họ chọn con đường nào? Mình nghĩ họ sẽ ở lại, cho dù không chắc chắn 100%, nhưng phần đông, đa số luôn, họ sẽ ở lại. Lý do bởi vì mình nói ra chắc chắn sẽ có người chửi mình, nhưng mình đã nghe họ nói thà nghèo nhưng mà mình ở nước giàu, nó vẫn hơn là mình nghèo rồi mà còn ở nước nghèo nữa. Mình không có nói ở Việt Nam là nghèo hết, nhưng mà cơ hội nó không có chia đều cho nhiều người các bạn. Thực tế chúng ta có thể thấy dễ nhất đó là những em đi du học ở nước này nước kia, không riêng Canada nha. Khi mà họ trở về á, các bạn thấy có bao nhiêu người tìm đúng công việc, có bao nhiêu người có cơ hội thăng tiến không? Khó lắm. Và cái này tại sao khó thì các bạn biết mà. Ở đây nghèo nghèo, bèo bèo, miễn bạn có đi làm là không có đói. Mưa là mưa cho tất cả mọi người. Ai có thau, có thùng, có xô, có chậu, có cái gì đó thì đem ra hứng nước. Cũng một ý đó đó. Nhưng hôm nay ở downtown của thành phố World có buổi âm nhạc đường phố.
buổi nhạc này nó không phải là do cá nhân tổ chức rồi bán vé hay là ca sĩ bầu show là một cái show để mà thu hút mọi người. Đây là do kinh phí của thành phố. Trong số những người ngồi ở đây, chắc chắn họ có những người nghèo, có người giàu, có người kha khá, có người đã sống lâu ở đây, có người mới đến. Tất cả đều hưởng chung một bầu không khí, một không gian âm nhạc. Ngoài những buổi tổ chức âm nhạc như thế này, nó còn nhiều trò chơi khác nữa, hoặc là những cái live show khác nữa. Tất cả đều miễn phí. Vậy tiền ở đâu ra? Tiền ở đâu ra mà thành phố tổ chức những cái buổi miễn phí như thế này? Thì tiền của người dân, tiền từ thuế ra đâu? Đó là lý do hầu như mọi nơi ở Canada tất cả đều phải đóng thuế. Nói về thuế thì ở mỗi bang có mức thuế khác nhau. Và người làm nhiều, income cao thì đóng nhiều, người làm income thấp thì đóng ít. Đi siêu thị, đi mua sắm, đi tất cả mọi nơi uống một ly cà phê cũng phải đóng thuế. Không đâu thoát hết trơn á, nó giống như là hơi nước gì đó. Hơi nước tích tụ lại thành mưa, mưa trở lại, nó không có đi đâu hết á. Chỉ là hơi khác một chút á, những người làm income cao á, lương cao đó ha, thì đóng thuế hơi nhiều, thì tao cũng hơi tiếc, đứt ruột, đứt gan chứ không phải chơi đâu á. Nhưng mà về sau thì tiền già, tiền hưu cũng lấy trở lại thôi, chứ không có mất mát gì. Ngặt nổi hay sao hưu lãnh tiền trở lại thì người ta không có ai biết được mình còn bao nhiêu thời gian để mà hưởng. Thuế cao là nỗi niềm của nhiều người, mình hiểu, bởi vì không ít người đã than thở. Hôm trước thành phố gửi thư về rồi các bạn, gửi thư về đòi thuế nhà đất thôi chứ không có gì, kèm theo một tờ giấy mà mình nghĩ có nhiều điều thú vị để mà chia sẻ. Video ngày hôm nay cũng giống như những video khác, đó là những câu chuyện không đầu, không đuôi, không có mở đầu, cũng chưa có kết thúc. Nhưng mình hy vọng rằng nó sẽ có những cái idea, những cái ý kiến, những cái góc nhìn. Cũng giống như cơn mưa rào, thoáng đến rồi vội đi. Không có bao nhiêu nước hết, nhưng mà nó cũng làm cho cây trái mát mẻ. Báo cho các bạn biết cây bí của mình nó có trái rồi đó. Well là một thành phố nhỏ ở bang Ontario, Canada. Tuy rằng nó nhỏ, nhưng mà mình tin chắc rằng Well vẫn còn nhiều góc nhìn đẹp khác nữa. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau trong những buổi dạo bộ cùng mình nha. Bye bye các bạn. Bye bye.